xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhạc cụ Minh Phụng. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với kênh và cảm giác vô cùng là hồi hộp khi ngày hôm nay mình sẽ giao cây đàn piano điện Custman 750 này đến với một vị khách cực kỳ bí ẩn. Hãy cùng theo chân mình để đến với căn nhà của vị khách này nhé. Nào, let's go. Nay tụi mình đi giao hàng ở quận Bình Tân. Khách này tới mua thích quá nên tụi mình giao gấp luôn. Chia sẻ với các bạn xíu về mẫu Custman K750. Đây là một trong những sản phẩm cao cấp nhưng mà giá thành cực ổn nha. So với mấy mẫu có thương hiệu cùng giá thì âm thanh cây này ta nói phải chất như nước cất. Bạn nào mà muốn nghe rõ âm thanh đó thì có thể kéo xuống mô tả, mình có để link. Bên mình đang phân phối độc quyền thương hiệu này nên khi các bạn mua đàn thì sẽ hoàn toàn yên tâm về cái độ chính hãng. Ngoài ra thì Custman K750 được bảo hành 24 tháng, bao đổi trả khi có lỗi luôn. Nói chung là yên tâm tuyệt đối khi mua đàn ha. Ta nói tiết trời Sài Gòn dạo này nắng nóng quá. Sư phụ, cứu thẳng, sư phụ. Chạy ngoài đường mà cứ như đi phượt đâu sa mạc ấy. Đi này xong thì mới thấy tội mấy anh giao hàng nhà mình. Không biết công ty khác sao ha, chứ bên mình á, khi mà cụ Minh Phụng đặt thì dù nắng hay mưa, dù như nào đi chăng nữa thì tụi mình cũng giao kịp cho khách luôn. Tại nhiều lúc mình thấy khách bận á, họ chỉ nhận được giờ trưa hay giờ tối thôi, cho nên là Minh Phụng phục vụ hết, chấp hết. Bình thường làm văn phòng tụi mình toàn hít khí mới lạnh, nên hôm nay ra ngoài để hít khí trời cho đỡ bừng. Ai ngờ đâu hít toàn khi bụi với khi nắng bạn ơi. Các bạn hỏi mình là có nên mua piano điện cũ hay không? Thì thực ra piano điện cũ cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn chọn mua những dòng đàn đã sản xuất tầm khoảng trước đây 20 năm rồi á, thì mình khuyên là các bạn nên cân nhắc ha. Tại vì nếu mà nó không hư hao về mặt tinh thần đi thì mình nghĩ cái thể xác nó cũng bị... Do đó về mặt âm thanh và ngoại hình nó sẽ lạc hậu so với những mẫu hiện đại. Thực ra thì mình nghĩ là mua đàn cũ á, nó giống như các bạn chơi một ván bài vậy. Nếu mà may thì các bạn sẽ có được một cái con đàn thật là ưng ý, nhưng mà ngược lại thì sao nào? Vậy thì tại sao chúng ta không chọn một cái giải pháp thông minh hơn ha? Hiện nay á, thì tầm khoảng 10 đến 20 triệu hoặc thậm chí là 5 triệu đi thì bạn cũng có thể mua được một con piano điện mới 100% rồi. Ô, lát đường. Ừ, này là cái tội tụi mình đi quay mà không đọc địa chỉ kỹ nè. Ta nói hai đứa quần quần ở đây 10 phút. Tụi mình đi giao ba đứa lận, không biết công ty nào có tâm như tụi mình không. Bạn đi taxi với cái đèn không biết trôi dạt về đâu rồi. Bạn đây rồi, mình muốn rớt nước mắt à. Bạn này á, là vị khách bí mật mà mình muốn tiết lộ nè. Bạn cực đẹp trai luôn, cháu của bác sĩ nha. Một bác sĩ cực có tiếng ở Sài Gòn, nhìn phong độ quá. Mình tính quay cả chú bác sĩ nữa, nhưng mà chú cũng hơi ngại nên tụi mình chỉ xin phép lướt nhẹ thôi à. Rồi, giờ là lúc hai anh giao hàng đưa máy vào nhà thôi. Đập thùng, cái công việc mà mình siêu thích. Chưa kể thùng này nó lớn, ui ghiền gì đâu mà. Rồi, giờ thì lắp đèn thôi. Ta nói hai anh lắp đèn chuyên nghiệp ghê, được đào tạo cả đây nha các bạn. Ai tranh thủ mấy anh lắp đèn thì mình ngồi nghỉ mát cái nào. Rồi tiếp theo tụi mình hướng dẫn cho chú cách sử dụng. Tụi mình hướng dẫn từng chức năng luôn, chỉ cho chú cách sử dụng bla bla. Nói chung là nó hết cả nước bọt mà. Rồi giờ thì test đèn cho khách luôn. Ui nhìn cái tay đánh đèn cưng gì đâu. Dày, phím nặng nè. Một điểm mà mình đánh giá thu hút đó chính là về thiết kế. Ta nói bạn nhìn xem, thiết kế cây này khá đẹp và sang. Phím ngà, màu sơn gỗ, chạm vào là ghiền. Một phút là đắm say, hai phút là ngất ngay, ba phút là quất luôn. Đèn này không quá lớn nên bạn cũng sẽ không sợ chiếm quá nhiều diện tích nhà bạn ha. Mới nói phỏng vấn cậu bé nữa nè, tạo tình cảm chứ bộ. Giao hàng nhưng có tâm. Em thấy cái đèn này rất là đẹp, tốt, âm thanh thì nó cũng nghe cũng hay, âm thanh nó quen. Còn về dịch vụ bên mình thì em thấy
tốt, tại nhân viên thì nhiệt tình lắm, làm rồi cũng chuyên nghiệp,